Nói to lên. Nói to. Nói to lên, xin tiền này phải nói to lên. Đưa tiền để đổi ga, nhà anh nó không, hai hôm nay không có ga nấu, nấu bằng bếp nhỏ giờ hết ga hết luôn rồi. Trời trời. Để cho anh để tiền đổi ga. Đưa đây. Bao nhiêu tiền? Chắc ga mấy trăm nhưng thôi đưa tiền. Để cho anh. Hết ga luôn. Là nấu bằng cái ga mini. Nhưng mà giờ cái ga mini hết mà chị nhà lại cái gì nữa? Cái gì? Hết gạo luôn. Chắc là hết mấy nay rồi sao á. Thì một triệu đó đi đổi gà với mua gạo trước đi. Hả? Sao? Đi mua gạo. Lấy tiền đó đi mua đi. Một triệu đó đổi gà với mua gạo về ăn đi. Trời ơi, hết gạo luôn. Hết gạo mấy ngày nay mà không dám nói chắc. Nhà mình với bữa nào xuống mà thấy nó sao tình hình hết gạo mấy ngày rồi hả Lan? Hết ngày qua bữa qua mà tám mượn mấy ký gì đó mà tám cho nó xuống giúp cho 5 ký. Trời ơi, xây nhà chỉ còn 5 ký gạo. Bố Lan lại sống rồi. Không có gà bố Lan lại sống rồi. Con ăn thì tôm sống à? À chà chà chà. Nhà không còn gà để sống ở đây. Đây căn nhà cũ trước đây nha cô bác, mưa gió xuống là nhìn cũng bi đát lắm. Mấy lần vậy đó mà hả, nói là nó bệnh hoạn gì mà đâu có biết lý ra xin đồ ăn đâu. Đi xin đồ ăn mà người ta nói là chở đi mấy bạn đi chơi. Nói là nó vậy mà nó bệnh hoạn gì. Nó đi chở vợ nó đi sáng đi chiều đi vậy mà đi nào đâu sáng đi chiều đi. Mà ai nói? Nhầm số. Bạn số bạn ác nói đúng không? Đúng rồi. Hiểu rồi. Thì đó là bạn số bạn ác thôi chứ giờ biết sao được. Đúng không? Đúng không chú? Kẻ gian. Giờ người gian người ta mới nói vậy chứ người bình thường đâu ai nói vậy. Hello, xin chào cả nhà thân thương đã quay trở lại với kênh của Lực Tàng nha. Thì ngày hôm nay lại chúc cô dì chú bác luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật thông tin về căn nhà của Vũ Lan. Thì phía sau cô bác cũng có thể thấy là căn nhà đã lên một cái hình vuông thành sắc cạnh cao to đen hôi lắm lông nhiều râu, rất là đẹp trai rồi. Nhưng mà đang còn thiếu rất là nhiều những cái chi tiết phía bên trong và Lực Tàng đang khá là nhức đầu nha cô bác ơi. Cứ mỗi lần mà lên la làng như này là gân cổ gân đồ là nổi lên muốn đứt cả họng rồi cô bác. Bơ làng nước ơi, cứu cứu cứu. lại cứu thiếu lại la làng lên thôi. Thì cô bác thấy rằng là có ai mà xây căn nhà tình thương như Lực Tàng không? Làm vuông thành sắc cạnh từ trên xuống dưới. Không thấy mí tôn luôn, giống như thể là đổ tấm luôn không? Y chang chưa? Cô bác thấy là hợp lý không? Và trong clip trước Lực Tàng đã quay tường tận cái căn nhà này cho cô bác về những cái vấn đề liên quan. Là đã hoàn thiện về phần tô trát đồ này kia rồi. Thì ngày hôm nay là tiến hành đến cái bước như thế nào? Như thế nào thì đang còn rất là nhức đầu đây, trời ơi! Tiền bạc ở đâu ra để đủ mà làm đây bơ làng nước ơi. Rồi thì chiều ngày hôm nay thôi thì còn bao nhiêu thì chúng ta vét hết bấy nhiêu nha còn cô bác. Còn nước thì còn tát mà hết nước thì tát bùn rồi hết bùn thì ta bắt cá nha cô bác nha. Không biết là ao hồ như nó có còn cá còn nước hay không trời ơi. Đây cho cô bác xem lại một lần nữa. Nhà đầu tay của Lực Tàng. Và đang trong cái giai đoạn là hoàn thiện. Trời ơi, mới được cái khung nhà thôi, chưa có hình, chưa có toilet, chưa có cái gì cả cô bác ơi. Chiều nay thì trời đang tạnh mưa rồi, hồi trưa thì mưa như trút nước. Nhưng mà chiều nay mưa đã tạnh, thôi được toàn còn mấy bao xi măng thì tô luôn phía bên đó. Còn gạch nền, gạch nít thì không biết tính sao đây. Thì vừa rồi là anh Sang cũng đã lên cái kế hoạch và lên cái danh sách cũng như là lên tất cả mọi cái phương án để Lực Tàng đi ra cái chỗ vật liệu xây dựng và chọn gạch để mua mang về nha cô bác ơi. Mặc dù nó rất khó khăn, nó rất là đau khổ nhưng mà Lực Tàng phải cố gắng hết sức nha cô bác. Thôi được rồi, nói bấy nhiêu rồi đạt cũng đã hết cả hơi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra chỗ vật liệu xây dựng. Lực Tàng chọn cái loại gạch ốp kim cương luôn cho nó máu nha cô bác. Không có thì ta chơi cái loại sang, mà có thì ta chơi cái loại dở. Cô bác thấy Lực Tàng nói hơi ngược không? Có. Lực Tàng nói ngược. Lộn, có thì ta chơi cái loại bình thường mà không... có thì ta chơi cái loại tốt, mà không có thì ta chơi cái loại bình thường nha cô bác ơi.
Trời ơi, trời ơi, Lực Tàng còn tính thiếu một cái chi tiết nữa mà nó tốn tiền của Lực Tàng nữa nè cô bác, là cái chi tiết về điện đốm nữa đây nè. Trời ơi, nhà mà không có điện thì làm sao mà sống. Đó, bây giờ là không có chơi điện âm mà chơi điện nổi nha cô bác. Nhưng mà tiền đóng điện đồ này kia cũng khá là nhiều đây. Bóng đèn, bóng đít, bóng trước, bóng sau, bóng tới, bóng lui, bóng ngang, bóng dọc. Rồi bóng trong buồng đồ này kia nữa, trời ơi, nó nhiều lắm cô bác ơi. Rồi còn hình đằng trước này còn chưa thực hiện được đây. Như thế nào đây, bây giờ là như thế nào đây? Căng quá rồi. Thôi, căng thì căng, đến đâu thì đến. Chúng ta bây giờ là phải đi ra bật liệu cái đã, đi mua gạch để lót cái đã cho nó sạch cái đã cô bác nha. Chứ không có là kín ở dưới rơ bù lên thì nó tha luôn cả cha con nhà nó đi thì làm sao mà sống. À, đúng không cô bác? À, thì chiều nay là thợ xây nắng chút bị tô rồi, chiều nay là có khả năng là xong cái bờ tường đó và vô để làm cái vấn đề là lâm lê cái nền để rồi gạch Lực Tàng ra mua về xong là lót cái gạch nền luôn cô bác ha. Và đấy hình như đâu 36 mét gạch lót nền. Rồi bên bếp, sàn bếp là lót bên cái tấm lên cái mặt bếp rồi ốp vào tường luôn để cho nó sạch sẽ nha cô bác nha. Đó, coi như là gần gần hoàn thiện rồi. Nói chung thì la làng la lối vậy thôi, nhưng mà cũng chưa biết được tình hình là trong tình hình nó như thế nào nha cô bác. Đó, thì có ai mà muốn hỗ trợ thêm thì cứ hỗ trợ đi, đừng ngại ngùng gì nha cô bác ơi. Có ai mà đi xây nhà mà lo nơm nớp như Lực Tàng không cô bác? Người ta nói anh câu cái gì vừa ấy vừa run. Làm nhà mà vừa ấy vừa run như thế này. Đó, được có 124 triệu mà đã xuất ra 100 triệu rồi. Thì bữa nay mua gạch rồi chiều nay tính tiền công cho thợ nữa rồi. Không biết có còn đồng nào nữa không cô bác? Không còn thì bắt Vũ đem giường, đem chiếu, đem quần, đem áo, đem tất cả mọi thứ qua để mời bà con hàng xóm tân gia nhà luôn cho nó nhanh được cô bác, không có làm nữa. Mệt lắm rồi. Đau đích lắm rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra vật liệu xây dựng nha cô bác, không có giỡn nữa cô bác, giỡn quá bị chửi bây giờ. Đúng không cô bác thông cảm cho Lực Tàng nha. Nhiều khi Lực Tàng làm clip nó cứ trời trời đất đất, ngây ngây ngố ngố, điên điên dại dại vậy nó mới hợp với cái tên Tàng. Đúng không cô bác? Kệ nó. Cứ vui lên đi cho đời bớt khổ. Đến đầu nó đến đi. Từ từ tính tiếp nha các bác nha. À, vợ Lực Tàng nè. Tàng, Vũ với Lan sẽ ra chọn màu gạch. À, cho nó hợp lý, hợp tình về cho nó đẹp nha các bác nha. Đứng từ xa nhìn vào căn nhà thì cũng rất là ok rồi. Ừ. Cái phần điện cũng chắc hết vài triệu nữa tiền điện nữa nha các bác. Mắc điện vô trong nhà. Đó. Chúng ta đã đến cái chỗ mua gạch đây rồi nha cô bác. Ô chào, một cái salon gạch sa rum chứ, sa rum Quốc Thanh nè, gạch nè. Quá trời quá đất, gạch ngói rồi các loại, đủ các loại, đủ các loại luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống để chúng ta tìm cái loại gạch mắc nhất mà rẻ nhất, đẹp nhất mà xấu nhất nha cô bác. Nói chung là cái gì cũng nhất hết á. Rồi, đây. Lực Tàng sẽ làm caramel nè. Bác tiếp tục đồng hành cùng với Lực Tàng xem Lực Tàng sẽ chọn gạch như thế nào nha. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ vào trong đây để hỏi bên phía chủ gạch nha cô bác. Anh em muốn mua cái gạch lót nền anh, lót nền nhà. Gạch này là 50. 50 50. Đây anh. Lại đây ha, màu mè đây ha. Dạ. Đây là các đại ca. Trắng vàng đâu, như gạch này là gạch nhà lót nhà Nhật nhưng mà cái loại này 50 nè. Loại này là ôi trời. Nhắc vô đó cái Vũ. Màu này thì màu gỗ. Màu này ha. Màu này là giống gạch nhà mình nè. Mới vô nhìn thấy màu này thế kết rồi. Làm kết màu này nè cô bác. Nhà Lực Tàng cũng lót màu như thế này nè cô bác nè. Cái là nó mát mà. Gạch này là gạch bóng kiến hả? Đúng không? Mê men. Mê men hả? Chỉ có thấy cái màu này là được thôi. Mình thích cái màu này nè. Mới vô là đập vô mắt là nhìn thấy màu này là được nè. Nâng lên. Đó. Sang không? Nhà Lực Tàng lốt màu y như vậy ạ. À? Như loại này thì bao nhiêu tiền một mét anh hai? Lên nhà những quần quẩn lắm mà. Xanh nhẹ chút được không? Xanh nhẹ hả? Xanh nhẹ là loại này hả? Nhẹ đó. Đây hả? Nhấc cái này lên coi Vũ. Đây. Đó, đậm quá. Hay là lấy màu này Lan. Màu nó lợt hơn chứ. Anh thích chơi màu lẹt.
này chăm bốt thì của anh ấy giờ tôi giảm cho 5 ngàn. Trăm mấy? 101. Em đi làm nhà từ thiện nha anh. Bây giờ giảm 5 ngàn. À 101. Thì em giảm 5 ngàn còn 105. Dạ. Còn như cái gạch gỗ này thì bao nhiêu anh? Nếu mà lấy gạch gỗ này đi em nên để giá mềm cho. Là lần này bao nhiêu? Để 100 ngàn thôi. 100 ngàn gạch gỗ này ha. Ừ. Lần này à. Ôi cái kia tính đăng lên. Đây. À nhập kéo công về thì nó rẻ được chút. Dạ. Thì bán rẻ cho tình thương. Vũ lấy hai bên này ra để lại một nơi đây coi. Để nhìn coi cái màu nào hợp hơn. Lấy hai viên để ra. Ờ kia là hơn ha. Này thứ hai mới có nha. Thứ hai mới có hả? Trời ơi, chị về chiều nay là thợ làm gì? Chiều đang tô mà. Tô thì chút xíu đã xong chứ đâu. Cô bác thấy màu nào cô bác? Cô bác chọn là màu đậm là số 1, màu nhạt là số 2. Cô bác chọn dùm màu lợt hơn nữa là số 3. À, màu số 3, màu số 2, màu số 1. Cô bác chọn màu nào? Vũ, anh thích màu nào? Trong lấy màu đây nè. Vũ thích màu nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Rối rồi. Mình sẽ sơn cái nhà màu xanh thì chắc chắn mình sẽ chọn cái gạch màu xanh cho nó cùng tông. Ô mà chiều nay là thợ. Nhưng lấy này có sẵn nè. Cái nào? Này. Cái lợt này hả anh? Không, em thấy cái giữa đẹp hơn. Em lấy cái màu giữa đi. Chiều nay mà ấy thì họ sẽ đổ cái nền. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thứ hai em lót luôn đi. Đổ này là lót luôn hay là đổ rồi cán chờ? Mà lót luôn á, không có chờ. Cán là phải cán là lót luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy cái nào rẻ tiền thôi, mắc tiền quá, ngán thôi mà ngán. Mắc thì bây giờ một loại này thì có 100 ngàn, loại này 101 nè. Mình lấy cái loại 105 hả? 105 thì mình lấy cái loại 105 ưng ý của mình, theo có 5 ngàn mét chứ nhiêu. Ha. Quyết định lấy cái loại màu này đi. Tại vì rất là nhiều màu ở đây nhưng mà màu gỗ thì nó không có ấy cơ quá. Màu gỗ là càng không thích lắm. Chơi màu xanh đi cho nó sang nhà. Nó thứ màu xanh này nè. Nó cũng giống như này. Cái giống đó. Trung mẫu. Là có bấy nhiêu màu đây thôi đúng không anh? Đúng rồi. Chiều nay à mà chung 9 đi thì phải chở luôn, nó có bao nhiêu gạch đâu mà mất công ta chở 239. Cái màu mà được tàn ưng thì nó lại hết rồi nha cô bác. Phải thứ hai có phải hết. Thứ hai mới có. Rồi, thì trước mắt cứ cái gạch đó trước đi, rồi bây giờ là 60 bằng 6 viên bóng kiến. 60 nhân 60, bóng kiến là loại nào anh? Trung nhà. Đâu? Để trước tiên là coi trước không trung nhà. 60 nhân 60 đây đúng không? Lót gạch bếp. Cái này là chắc bếp đây đúng không? Dạ đúng. Đặt trên mặt bếp. Đúng rồi, 60 là đặt mặt bếp. Nó có đây. 6 viên à. Đây hả? Đó, cho bôi đèn đó. Lần này thì là bao nhiêu tiền một viên? 240 mét. 254 một mét là 4 viên là 6 viên là bao nhiêu mét anh? Một mét 4 viên là mét 44. Để tính nha. 6 viên. Bạn này đặt nó đẹp lắm nha. Cái này là gạch giá. 2m16. 2 mét là cho là 500 ngàn à. Đúng không? 200 mấy. Đúng được. Lấy cái này nó rẻ cái hàng nhà mà đâu, đốt hàng 506 rồi đó đâu. Đâu? Cầm cái máy quay này, thương nhỏ lại. Cái đâu ấy? Hả? Đúng rồi. Đây nè. Cái này đẹp nè. Màu này ok á. Này nắp bếp là ok luôn. Cái này rẻ hơn không? Rẻ hơn, rẻ hơn. Này là bao nhiêu anh? Này là giá nhiêu đúng? 165. 165 cái kia 200 mấy hả anh? Đi đèn.
Ồ, mình vậy mình lấy cái này đi. À, rẻ hơn. Cái này 6 viên. Còn nào rẻ hơn nữa không? Không. Trời ơi, cái gì có mấy 6 viên à, 2 viên mấy à, 10 viên 30 nhân 60 là ốp bếp á. Lại ốp bếp thì là lấy loại gạch nào được? Anh không ghi gạch gì à? Gạch thường à? Thì cái gạch đó là mình muốn mua gạch nào ốp bếp thì là chỉ gạch men thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ốp là không phải là ốp ở dưới đâu mà ốp ở bên trên. Ốp tường. Ốp tường trên đúng rồi. 10 viên. 10 viên 30 60 thì 30 60 đâu anh? Chắc bếp. 10 viên thôi. 10 viên cho nó trắng mẹ luôn chứ đẹp chứ đâu giờ. Ừ. Cái đó phải lấy màu trắng để mà có sạch mình còn lâu chứ. Không có gạch mà cong được không? À đây nè, thuộc dạng kiểu này nè. Đó. Đây nè, loại ngang này. Đúng rồi, hợp lý á. Đây là người ta cũng thiết kế sẵn hết cho mình vô mình chọn, mình nhìn cái mình thì mình biết hẳn luôn cô bác. Đúng không? Cái này bao nhiêu? 120. 120. À, 10 viên thì nó rơi vào có bao nhiêu mét đâu? 1 2 3 4 5 10 viên chắc cũng tầm cỡ 2 mét vuông. Hơn chứ. 3 mét. 3 mét vuông. 300 mấy nữa. Ở chứ đây là rẻ, còn trong này không có rẻ nữa không? Giờ 10 viên phải không? 10 viên cô tặng luôn, khỏi tính tiền rồi. 10 viên bếp tặng luôn. Trời ơi. Máu quá. Cuộc đời cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Bây giờ. Bây giờ cô bác thấy rằng là bên phía chủ nhà người ta ok chưa? Rồi. Có vậy thôi, là mình lấy chỉ có vậy thôi đó. Trước tiên là lấy cho em cái gạch đó với lại 10 viên gạch bếp với lại 10 viên với 36 mét vuông kia. Đó. Rồi, anh tặng. Dạ, ok anh. Có gạch bếp với gạch ốp tường cho anh. Có. À, vậy thì để tụi em chở về luôn. À, tụi em có xe tụi em chở về cho gạch cho thợ. Là 6 viên. Đúng rồi, 6 viên đó. Đúng rồi, lấy về cho người ta làm cái bếp trước. À. Còn rồi thứ hai giao tới mình làm lốt này luôn, hợp lý đó. Bếp thôi. 36 mét gạch xanh kia. À, và anh chị chủ quán rất là dễ thương và rất là ok luôn, bác thương người còn hơn cả lực tàng nữa. Vật liệu xây dựng Quốc Thăng lúc nãy có quay rồi. Cái gạch nào vậy? Gạch đó lúc nào lấy cái nào vậy? Mẫu nào vậy? Mẫu nào vậy? Mẫu giữa đi anh. Đúng rồi, anh lấy cái mẫu giữa mà xanh nhạt nhạt đó. Đó, ở giữa đó, viên giữa đó. Viên này nè. Có thành pháp đúng rồi. Rồi. Anh tên gì vậy? Cái này dạ. Rồi lấy luôn gạch này đi. Rồi này là 1906 không? Ờ, 1906. 1906 lấy luôn để tí anh chở vào luôn. Bây giờ anh chỉ cho. Đây 3 mấy mét. 36 mét. Anh thanh toán luôn mà điện thôi mà. Thanh toán luôn rồi. Thanh toán luôn. À, tên gì chính anh chủ rồi, cái này là ghi mét anh? Cái này 36 mét. Gạch 50 nha, 50 đó. Rồi, rồi. Đây 50 đây. Rồi, vậy thôi, 6 viên kia với lại 10 viên tôn lên. À, 10 viên lốt nền nữa ta. Bếp chứ, lốt bếp. Rồi, để chú chở vô thôi, phải không? Vậy chú về chở vô, có sẵn chở vô. À... Vũ đọc cái địa chỉ với cái số điện thoại đi. Cho 037. Bây giờ chúng ta đã làm việc xong rồi nha cô bác. Bây giờ lực tàng sẽ tính tiền ở đây luôn. Rồi tí nữa bên phía vật liệu xây dựng họ sẽ chở đến tận nhà cho mình nha cô bác. Để xem coi tổng thiệt hại ngày hôm nay là lực tàng sẽ chi ra hết bao nhiêu tiền nha. Tiền gạch. Tính tiền luôn. Rồi hai bên chở cho ông. Nè chỉ nhà đi chị. Ngài biết khúc AK ông làm không? Ngay cháu anh đi đường nào? Ở đường cầu này. Cầu xe đi, cầu xe vô đi, đường này đi. Cầu xe đi vô thì qua cổng mình qua. Như vậy là hết 3.880.000 tiền gạch nha cô bác. À, 10 viên lốt ốp tường là bên phía chủ vật liệu họ kỷ niệm, họ tặng cho gia đình Vũ Lan khi biết hoàn cảnh khó khăn nha cô bác nha. À, bây giờ là
À, anh cho em xin cái số tài khoản đi để em chuyển khoản luôn, chứ bây giờ em không có cầm tiền mặt ở đây. Chuyển cho em một lúc. Đã động đi. Chuyển tiền đó. Rồi, chờ em chút. Chứ anh mới anh biết ông Chính Sang làm thầu, ông đang cắt nhà cháu á. À, Việt Tin Banh. Rồi, ok nha cô bác, chuyển khoản thành công. Chụp màn hình, xong. Rồi, cảm ơn bên phía chủ vật liệu rất nhiều. À, chúc anh buôn may bán đất nha. Rồi tiếp tục hỗ trợ cho bà con nghèo khi đến đây mua nha cô bác. Tàng sẽ đọc cái địa chỉ ở đây cho cô bác để cô bác nắm bắt luôn. Ở đây là quốc lộ 50, ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đức của tỉnh Long An nha cô bác. Ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đức của tỉnh Long An. Cửa hàng vật liệu xây dựng trang trí nội thất Quốc Thanh. Rồi ok. Rồi chút xíu nữa anh cỡ vào cho tụi em cái nha. Rồi, để dạ, để thợ có công việc làm. Cảm ơn. Rồi ok, xong. Cô bác thấy được Tàng đi mua vật liệu xây dựng nhanh chóng, nhanh gọn không? Ra là quyết luôn rồi cô bác, không cần lằng nhà lằng nhằng. Được Tàng tính đi rồi nhưng mà thấy anh vật liệu hay quá mà được Tàng nhớ ra nữa một chương trình nữa nha cô bác. Thì ở đây họ cũng có bán sơn luôn, sơn quét tường á. Thì không lẽ gì ở lót gạch mà không có sơn rồi cô bác, bây giờ mình sơn trước mình lót chứ không có để mất công nó bêm, nó nhem ra cái này nhà của mình, hư mất cái này nhà. Có lẽ rằng là phải mua luôn sơn nữa cô bác. Để biết cái đường đó phải sang chủ vật liệu xây dựng là mua bao nhiêu thùng sơn. Cái cậu đó quay có hàng cao rồi đó. Sẽ sơn đủ căn nhà rồi Tàng sẽ mua luôn cái thùng sơn về cho họ sơn. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi. Chạy chỗ này Tàng không đem theo nữa. Chắc có lẽ rằng là anh cho em chọn màu sơn rồi em lấy sơn luôn đây. Chứ về lót gạch mà sơn lên nó hư mất cái gạch mất. Mất công lau dọn. À sơn thì hết khoảng nhiêu thùng anh? Alo. Alo. Mình sơn bên trong với lại cái mặt tiền thì hết khoảng nhiêu, khoảng một thùng đủ không? Nhà bác chế nó màu này phải không? À là một dùng nghề sao chịu nói. Sơn chỉ ha, sơn chỉ mình chọn màu ha. Là những dòng này nó mới sáng ngàm lên đó, màu xanh rồi anh đi nhẹ nhẹ lên cái nó mới sáng. Rồi ok nhẹ. Anh. Đi màu này. Màu đậm nữa thì nhẹ nhã nhẹ xíu xíu. Rồi lấy màu này nè. Nhẹ đi, đừng có lấy màu ấy, ngoài nó tối nhà lắm, màu đậm là tối, lấy màu nhẹ nó màu này nè, mát hơn. Người ta sẽ lấy màu này nha cô bác nha. Thì mình chọn một cái màu lợt chút mà nó ăn với lại cái màu gạch luôn. Rồi anh lấy cho em thùng sơn này đi. Rồi lấy cái loại triệu rưỡi được rồi. Triệu rưỡi ha. Ừ, lấy triệu rưỡi anh không. Rồi triệu rưỡi là ngon nhất rồi còn gì. Toát hết mồ hôi ra rồi còn gì. Rồi lấy sơn chỉ. Chỉ thì xanh thì đi với màu vàng đấy nhỉ. Đi này đi. Hả? Đi này đi. Xanh đậm hơn à? Sơn chỉ đó thì một thùng là bao nhiêu nữa anh? Đó là 1 triệu 4 đó. Sơn chỉ kìa mà. Sơn chỉ hả? 170 ngàn 1 ký à? 1 ký à? 1 ký hả? Có 1 ký rồi hả? 1 ký rồi. À. Nhà mình có mấy người chị? Ông không biết tên tôi ra. Ông Sang. Sang. Hả? Sang. Chính Sang á. Chính Sang. Rồi. Dạ. Trời ơi. Lực hả? Dạ. Lực. Lực Tàng. Lực sĩ á. Lực thêm chữ tờ A ngờ An của đó. À là giảm mấy trăm hỗ trợ rồi đó ha. Đó. Mua sơn cũng được giảm luôn nha cô bác. Thấy chưa? Đi làm thiện nguyện là rất là được ủng hộ như thế này là được Tàng cảm ơn rất là nhiều luôn. Động lực rất là mạnh. Bấm đây. Đây bấm nha. Bấm lên gì vậy? 1.310.000 là bớt hết quát có thể rồi đó. Như vậy là tiền gạch lúc nãy là 3.880.000 cộng với lại 1.310.000 tiền sơn là tổng là 5.120.000 đấy nha cô bác. Đó thì ngày hôm nay là chi phí ra là 5 triệu mấy tiền sơn với lại tiền gạch. À, như vậy thì lực ta cũng đã hoàn tất.
về cái vấn đề mua vật liệu về xây dựng sơn phết rồi lót nền. Thì bây giờ chúng ta sẽ về ở trong nhà rồi cập nhật những cái thông tin và làm như thế nào, ta sẽ cập nhật cho cô bác để cô bác nắm bắt tiếp nhá. Vũ lấy loại này về lót nè. Không anh ơi, không được anh ơi. Loại này có 80-80 thôi cô bác. Loại này lót biệt thự. Để là tặng trúng số rồi nha. Giờ thấy là mua nhiều đó là thấy chóng mặt rồi, mà biểu chơi gạch đó về lót chết luôn cô bác. Làm mệt mấy quá lại. Lực Tàng cũng đã cập nhật cái thông tin về cái số tiền mà Vũ Lan nhận được nha cô bác. Thì là tổng là 124 triệu, trong đó có 10 vị mạnh thường quân. Lực Tàng đã nhận thêm được cái sự hỗ trợ nữa của cô Ngọc Thợ May ở bên Mỹ. Cô Ngọc 74 hay 76 tuổi, cô cũng đã khá là lớn tuổi và cô làm thợ may ở bên đó. Thì cũng đã theo cái chặng đường Lực Tàng quay Nhật Nam Côn, sau đó rồi qua Vũ Lan. Thì cô cũng đã chắt bóp chi tiêu và gửi về cho Vũ Lan với số tiền là 50 đô la nha cô bác. Lực Tàng đổi ra được là 1.100.000 đó. Thì Lực Tàng sẽ bù vô luôn cái tiền mà Vũ Lan xây nhà. Thì cũng cảm ơn cô Ngọc thợ may rất là nhiều nha. Hôm qua con đọc thiếu thì chắc cô Ngọc cũng cảm thấy khá là bất ngờ đúng không ạ? Tại cái số tiền của cô Ngọc gửi về là cô Ngọc nói rằng là khi nào mà đưa cái đoàn tay lên á, là cô Ngọc sẽ ủng hộ cái số tiền đó để cho có cái đoàn tay để lập lên. Nhưng mà ngày hôm đó thì Lực Tàng cũng đã đi ra ngoài miền Trung, cho nên là không có mặt ở nhà của Vũ Lan. Thì ngày hôm nay Lực Tàng vô đây, Lực Tàng dùng số tiền đó chập chung vô là tổng cộng vị chi là nhà Vũ Lan đã lên đến 125.300.000 rồi nha cô bác. Cả tiền của cô Ngọc thợ may. Thì con cũng thay mặt gia đình nhà Vũ Lan cảm ơn cô Ngọc thợ may rất là nhiều và chúc cho cô có nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cô Ngọc nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ Lực Tàng lại tiếp tục dùng đến cái thẻ ATM nha cô bác. Cái giai đoạn này gây cấn vô cùng và đau đầu vô cùng. Tức là đi đâu cô bác có hiểu không? Là đi rút tiền nữa cô bác. Chúng ta sẽ đi rút tiền. Để làm gì? Để làm gì? Lực Tàng lại phát điên mất dạy lên nữa rồi mỗi khi xuất tiền ra. Thì chiều nay là thứ bảy, máu chảy về tim. Máu chảy về tim, thở thiền đang đéo, đối mêu nha cô bác. Bụng đối mêu luôn, trong tuần không có tiền rồi. Lực Tàng sẽ đi rút tiền để trả tiền công cho thợ nha cô bác nha. Không biết là vị trí là hết bao nhiêu nhưng mà Lực Tàng cứ phải rút tiền cái đã. Tại ở đây đi rút tiền khá là xa thì luôn tiện đi ra mua vật tư vật liệu, Lực Tàng sẽ rút tiền. Rồi sau đó là chiều nay là cho các thợ các thuyền chích một tí, sau đó rồi tính tiền công nha cô bác. Đó là chương trình nó là như thế, thì cô bác tiếp tục đồng hành cùng với Lực Tàng nha. Thứ bảy, chiều nay là chiều thứ bảy nha cô bác, thì cũng phải mua cái gì cho thợ nó ăn. Nhà Vũ Lan hôm nay là hết sạch tiền, may mà Lực Tàng xuống có đồ ăn cho thợ thứ bảy chứ không có thịt toan luôn nha cô bác. Vợ Vũ Lan vừa mua được mớ đồ đây nè, không biết là những cái đồ gì đây. Cá hả? Cá, hôm nay nấu lẩu hả? Cá, rau, chiên cuốn chán. Đây. Tí về làm món gì thì Lực Tàng quay luôn cho cô bác để cô bác biết nha. Nói chung là ăn già già thôi, chứ bây giờ hết tiền rồi. Các thợ cũng thông cảm nha. Tiền hết rồi nha. Rồi, bây giờ đi rút tiền nha đã cô bác ạ. Tiền này cô bác Lực Tàng vừa rút nè. Giờ dẫn vợ chồng Vũ Lan đi ăn chơi múa lượn tí cho nó máu đất Long An nha cô bác. Cô bác giờ thích đi đâu? Long An này có địa điểm nào vui chơi du lịch không nha? Vũ? Không, không biết anh. Có không? Đó giờ không biết. Đi hết luôn. Đi này là mấy ông thợ ông khóc luôn. Mấy ông thợ khóc và mấy mạnh thần quân rồi chắc có khả năng là chạy mất dép tới không bao giờ mà gặp Lực Tàng nữa đúng không cô bác? Nói chứ tiền đang còn rất là nhức đầu để mà xây dựng. Rút tiền ra để mua vật tư đó. Cô bác ủng hộ nha. Thiếu thì để Lực Tàng đi bán khoai. Cô bác thấy Vũ xây cái nhà chưa có xong mà quần bây giờ là tụt loài đích rồi. Loài hai mông rồi. Đi ra. Bữa nay không có Lực Tàng ở đây thì không biết là chiều nay là cho thợ ăn cái gì. Chắc đi ra hái rau lạc tin cho cái gì đọt nhãn đó cho thợ ăn đó cô bác. Đau đầu. Hai tuần vừa rồi có cho thợ nhậu không vậy? Có ha. Là vẫn đều đặn đó chứ. Mà mấy ông kêu đói. Nói chung là bữa nay có tiền đi chợ rồi. Xách bọc về là ok rồi cô bác ạ.
nói chung là làm cái căn nhà mà vừa ấy vừa run. Thôi à, đến đầu tính đến đó nha cô bác. Gạch vẫn chưa chở vô à? À vô rồi à? À họ đã chở gạch vô rồi nha cô bác, có gạch rồi. Chiều nay là họ cũng tô à, mặt đó là mặt buổi chiều hay là mặt chiều tô được ít đó đó hả? Rồi bây giờ là thợ chắc cũng sợ mưa cho nên là phải vô lót nền trước cô bác nha. Cô bác thấy là lực tàng dằn luôn cái mí ở trên đó, nó thành hình vuông luôn nha cô bác, chia tôn luôn thấy không? Cái căn nhà giống y như cái nhà hộp luôn, nhà tấm luôn, chứ không phải là lực tàng để ấy nha, mà làm rất là đẹp luôn. Không thấy mí tôn nào, cô bác có thể thấy là căn nhà này giống y như nhà mà mình lên tấm đó, là thiết kế theo kiểu vậy. Lực tàng thích như vậy cô bác, chứ không thích cái loại xéo xéo, nhìn nó xéo, nhìn mắt nó không có đẹp được. Ờ, gạch về đây rồi, đầy đủ rồi đây nha cô bác. Anh đang dọn dẹp để chiều nay là lót nền. Đó, quét dọn sạch sẽ rồi. Đây là gạch bếp họ cho đây nè. Họ cho được 10 viên gạch bếp, sướng thiệt. Cảm ơn anh vật liệu nha. Trắng ha. Trắng đẹp ạ. Gạch này lót lên là dơ phát là lau là sạch bong luôn. Đó. Hợp lý. Mất trí hoàn toàn nha cô bác. Ừ, bóng đẹp. Cứ mỗi lần mà có cái gì về đây cái là cảm giác giống như thế là nó gần xong nhưng mà nó vẫn chưa xong nha cô bác ơi. Trời ơi. Mấy viên gạch lót bếp đây cô bác này. Lót mặt bếp đây này. Gạch tuyệt vời luôn. Gạch màu phải nói đến là sang trọng, cực kỳ sang trọng nha cô bác. À, lót bếp để lót lên là chúng ta nhìn nó đẹp hay không là biết liền à. Đầu cái hình này đây cô bác này, cái hình này mới là cái hình đầu này. Tiền hết rồi đây nè, hình không có là nhà nó thả nước vô trong nhà thì chết luôn. À, có sơn nữa luôn rồi nha cô bác. Ô, họ chưa chở sơn vô à ta? Chưa chở sơn à? Chưa có sơn à Vũ? Dạ. Hả? Tình hình là mình sơn trước rồi mình lót hay là mình lót rồi mình sơn ta? Hả anh sao? Mình lót gạch rồi mình sơn sau à? Hay là mình sơn trước? Sơn trước ha. Mưa đỏ làm cái kia thì cán đi. Cán đây hay làm bếp trước đi. À, cũng phải sơn trước. Sơn. Ủa, Vũ nó chưa đưa sơn vô à ta? Không sơn chắc mai. Hả? Để em hỏi bảo Vũ gọi điện ra coi. Vũ gọi điện ra ngoài coi sao sơn chưa có để họ sơn trước rồi họ mới lót nền mà. Sơn trước đi chứ không có là nó văng vô gạch rồi đến khi dọn cũng mắc mệt đó. Nên Phương á, vô bẻ bảo Phương đưa gọi điện đi. Để vậy là lăn luôn hay là mình có chài với ngắm gì nữa không anh? Anh sao? Lăn sao? Cũng như rất vui. Vui. Hỗn một lúc trắng. Bắt đầu lên nhám xả. Em chỉ có mua mình sơn thôi chứ đâu có mua vôi đâu. Vôi rẻ mà. Vậy thì giờ biểu Vũ đi mua vôi về quét vôi trước đi. Thứ hai. Bây giờ cắn liền hả? Không cắn đẹp nó mới vui thì nó sao vui nó có vui. Nhưng mà cắn xong rồi sơn rồi nó có văng vào sợi gạch nó có dư không? Hơn. À. Vậy là tiến hành lót nền luôn. Cán hả? À, hiểu rồi, tức là mình cắn một lớp xi măng lên xong mình chưa có lót gạch. Rồi. Rồi hiểu rồi. Ha ha, hiểu rồi. À, mình sơn xong bắt đầu mình mới lót gạch lên. Rồi, hiểu. Tức là vẫn phải bả một lớp vôi lên xong rồi bắt đầu trà sơ, rồi bắt đầu mới sơn. À, vậy mới đẹp được ạ. Đúng, hợp lý. À,
cao là gõ bớt đi. Nếu mà không gõ là mở cửa mà ra vô là không có được. À, để là tàn đóng. Rồi, cửa đây. Bây giờ là đóng lại cho cô bác xem. À, cửa này cửa mở vô. Đây, cô bác thấy chưa? Đóng lại một phát hai bên cửa. Ok. Quá gọn đẹp rồi. Sẽ làm đắp mấy cái chỉ đằng trước đây nữa nha cô bác. Mấy chỉ đằng trước để quét màu lên cho nó đẹp. Không ạ, vậy thì chưa cần. Đi. Trời, vô quét trước, tao có sơn cũng phải quét vô. Quét vôi lên người ta trà rồi người ta mới sơn. Đúng rồi, rồi. Bây giờ ra chỗ đây mua ít vôi, hỏi anh Sang á, mua bao nhiêu ký vôi. Rồi chạy ra mua đi cho mấy anh về mấy anh quét luôn. À, sơn đến đây rồi nha cô bác, sơn với gạch đến đây nữa rồi. Nãy họ chở thiếu, bây giờ họ chở đến đây. Ồ, à đúng rồi, có sơn đây rồi. Đây rồi, sơn đây rồi. Có sơn rồi. Đây sơn cọ lăn đây. Ok. Onyx, onyx, sơn onyx nha các bác. Đó, sơn đó đó, đúng không? Cọ lăn đằng trước luôn rồi. Hả? Cho tiền để đổi ra, nhà anh không còn tiền để đổi ra. Nói to lên. Nói to. Nói to lên, đưa, xin tiền thì phải nói to lên. Đưa tiền để đổi ga, nhà anh nó hơn 2 hôm nay không có ga nấu, nấu bằng bếp nhỏ giờ hết ga hết luôn rồi. Trời trời. Để cho anh để tiền đổi ga. Để đây. Bao nhiêu tiền? Chắc ra mấy trăm nhưng thôi đưa triệu đi. Để cho anh mua đồ ăn. Hết ga luôn. Là nấu bằng cái ga mini. Nhưng mà giờ bếp ga mini hết mà chị ngại, chị không dám ra, không ra nói. Để chị đổi ga với mua đồ ăn. Ừ. Vừa đưa cho Vũ 500 đã đi mua ấy nè rồi đó. Để tí nữa về dư bao nhiêu thì tính tiếp. Trời ơi, nhà giờ hết ga luôn. Không còn ga để nấu nữa luôn cô bác. May mà là tàng đến chứ không có thì toan. Dạ cái này ạ. À, cái này tính tiền rồi, xong hết rồi. Thanh toán không ạ? Rồi ok. Rồi cảm. À là làm sao mà kiểm được? À anh kiểm cho em làm gì em biết được 36 mét đó. Rồi. À 4 viên gạch bếp. À 6 viên gạch bếp đây rồi. Rồi 10 viên gạch lót. À rồi đủ rồi, ok. Xong. Cái vách bên này là bác Thầu bác vừa nói rằng là mình sẽ lấy xi măng à, với lại trộn với vôi để mình sơn cái vách bên này nè cô bác nha, là không có tốn sơn thì Lực Tàng nghĩ là ok, vách này với vách sau để cho nó không có thấm tường lên nha cô bác. Còn Lực Tàng sẽ sơn màu mặt trước mặt tiền á, với lại mình sơn màu phía bên trong đó, thì khả năng là một thùng sơn là đủ. Cô bác biết sao mà Lực Tàng mua có 36 mét vuông gạch không? Tại vì ở trong đó nó còn tường cột, trừ ra là nó còn có 36 mét thôi nha cô bác. Lại cái gì nữa? Cái gì? Hết gạo luôn. Thì chắc là hết mấy ngày rồi sao á. Thì 1 triệu đó đi đổi gà với mua gạo trước đi. Hả? Sao? Đi mua gạo. Lấy tiền đó đi mua đi. 1 triệu đó đổi gà với mua gạo về ăn đi. Trời ơi, hết gạo luôn. Hết gạo mấy ngày nay mà nhắm nói chắc không dám nói nên chứ. Còn bữa nhà mình với bữa nào xuống mà đứa nó chắc. Sao tình hình rồi hết gạo mấy ngày rồi hả Lan? Dạ. Ngày hôm qua mới qua bà Tám mượn mấy ký gì đó. Bà Tám cho nó xuống giúp cho 5 ký.
Trời ơi, xây nhà chỉ còn 5kg gạo. Gà hết, tiền hết, cái gì cũng hết. Cá với lại mua được, không nhớ mua trong một chỗ mua có sao mệt cơ. Thôi lấy tiền đó đi, đi mua gạo với mua gà trước đi. À, đi cà phê cho chú Lực đó ha. Nhà không còn tiền mà vẫn còn cà phê uống ha. Cảm ơn em nha. À, giỏi quá. Bữa nay may chú Lực xuống mà có gừng, có gạo, có sữa mà uống có thịt. Thì mày đi đi ra đi, con đi ra đi để cho chú làm việc. À, là cám cảnh không cô bác. À, chị Janet Trần hôm bữa đưa cho được 8 triệu là để mua đồ ăn, mua gạo, mua đồ thì chắc có khả năng thì cũng phục vụ vô đây thì công trình này. Rồi mua đồ ăn xong rồi mua sữa cho con uống rồi này kia. Chi phí trong tuần, 2 tuần vừa rồi được Tàng không có ở đây thì có lẽ là cũng hết mất số tiền đó rồi đó. Nói chung là làm cái căn nhà ra nó cũng phát sinh ra tiền ăn, tiền uống, rồi tiền chi tiêu này kia nó cũng khá là nhiều nha cô bác. Cũng may là bệnh hay là được Tàng xuống đây. Thôi thì cứ trích ra đi, đến đâu tính đến đó nha cô bác. Yếu thì chúng ta tính tiếp. Chứ gà mà không có gạo mà không mà xây nhà thì làm sao mà xây, trời ơi. Nhưng mà không sao, có cà phê uống được rồi nha cô bác. Đói thì hái dừa đó. Thấy chưa? Rồi mời cô bác cà phê trước đi nè nè. Nó còn nước nè, còn cà phê cho thờ uống nè nè. Khá là nhiều cái giai đoạn để mà chi tiền. Hèn gì là đi trên đường là thấy mũ gọi liên tục, anh Lực ơi xuống chưa. Cô bác đau đầu quá. Người ta cũng đang chóng mặt đây. Hết cả dầu dưới chén rồi luôn nè hả? Bách 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 sạch bông luôn. Bột ngọt có chưa? Đường hả? Thế còn thiếu cái gì nữa không? Còn cái gì hết nữa không? Hết thì để sắm luôn một lần đi. Trời ơi, cần quá cô bác. Gà đến nha cô bác. Bố Lan lại sống rồi. Không có gà bố Lan lại sống rồi. Con ăn thì tôm sống à? À chà chà chà. Nhà không cần gà để sống rồi đây. Đây căn nhà cũ trước đây nha cô bác. Mưa gió xuống là gì cũng bi đát lắm. Mày mà có gà đến rồi, có gà đến rồi, có cái để nấu rồi, đi chợ mua đồ ăn về mà không có gà nấu thì làm sao? À, ăn mì tôm à? Bữa trưa không ăn cơm, bây giờ ăn mì tôm này các bác này. Này. Gà không còn. Đồ ăn mới mua về mà chợ về đây. Tổ tiếp còn gì không? Đó, trong trường còn mấy miếng mít với cái bắp cải. Thịt. Cá này tí nữa nó lỗ này mới mua. Ai? Ai nói? Nó chở vợ con đi ngày đi mấy lần vậy đó mà hả? Nói là nó bệnh hoạn gì mà đâu có biết lị ra xin đồ ăn đâu. Đi xin đồ ăn mà người ta nói là chở đi mấy bệnh đi chơi. Nói là nó vậy mà nó bệnh hoạn gì. Nó đi chở vợ nó đi sáng đi chiều đi vậy mà đi nào rồi sáng đi chiều đi. Mà ai nói? Ở gần gần sớm bạn xấu bạn ác nói đúng không? Đúng rồi. Rồi hiểu rồi. Thì đó là bạn xấu bạn ác thôi chứ giờ biết sao được. Đúng không? Đúng không chú? Kẻ gian. Người gian người ta mới nói vậy chứ người bình thường đâu ai nói vậy. Đó, giờ không có gà đây nè, không có sữa này, không có gạo nè, mà đi ra chợ vòng vòng để đi xin rau về ăn mà cũng bị nói ha. Đau đầu thiệt. Thôi được rồi. Nó bệnh hoạn gì nó vậy chứ nó bệnh hoạn gì nó chở vợ nó đi hả, sáng này đi chợ gì hả, chiều cũng đi nữa mà hai ba ngày có mới đi ra bà ngoại nó xin mớ đồ ăn về ăn hồng bông về ăn đó mà cũng đi nấu là ra chỗ bà ngoại ngoài kia á, ra ngoại xin đồ ăn là đi về liền đó nghe chứ không dám mà ngồi lâu nữa đó. Thì thôi thì ai mà muốn biết là Vũ có bệnh hay không thì cứ đến đây đập cái hồ sơ bệnh án vô trong cái mặt cho là nhìn đọc là biết thôi ha. Cháy rồi, may quá có đồ để nấu rồi. Nấu rồi nha cô bác. Đó. Đưa cho 1 triệu để trả tiền ra với mua gạo. Bó tay bó giò. Rồi dầu ăn nước mắm còn không? Còn đây là có một chai nước mắm nữa thôi. Dầu ăn hết rồi hả? Ôi cha, dầu ăn hết rồi lấy cái gì mà nấu? Đi mua đi. Dầu ăn hết sạch luôn rồi. Còn chút xíu à. Cho luôn hả?
Ừ. Em bỏ đi, bỏ đây bán ve chai. Bíp đem chai đi bán ve chai là được rồi. Thiếu gì thì nói chứ rồi Lực Tàn xuống đây rồi không lẽ là đi vay hàng xóm nói là vay ít gạo về nấu cơm cho Lực Tàn ăn. Đó đầu đầu. Cảm ơn chú bán gà nha. Rồi. Dạ. Công nhận là miệng đời cũng nhiều cái nói đau đầu có cô bác. Thôi, mặc kệ nó. Đến đâu đến đó Lực Tàn cũng đang rất là nhức đầu đây nè. Không cần phải nói lằng nhà lằng nhằng nữa cô bác nha. Làm trời làm đất gì thì làm đi, nói gì thì nói đi. Xây nhà đây rồi, có củ đậu ăn rồi, không phải lo đói nữa đâu cô bác ơi. Dưa leo đây, ăn đi, ăn cả vỏ luôn. Tiết kiệm. Bất công quá, lằng nhằng quá. Đang làm hết sức mình đây mà cứ lằng nhà lằng nhằng chi đến mình. Rồi còn phải đưa mấy anh thợ, mấy chú này đi đá gà bữa này, đây là tiền ở đâu đây nè. Chích. Cô bác đây không? Nhà đẹp, ok rồi. Thì đó, nói chung là cái chương trình ngày hôm nay Lực Tàn cập nhật cho cô bác đến đây thôi. Có những cái thông tin gì Lực Tàn sẽ tiếp tục cập nhật cho cô bác. Chắc có lẽ rằng là qua tuần sau là mọi thứ nó sẽ ok và xong căn nhà này rồi nha cô bác. Thì hy vọng rằng là tiền sẽ đủ để Lực Tàn tiếp tục chiến đấu với căn nhà đầu tiên này. Cô bác tiếp tục đồng lòng ủng hộ Lực Tàn để Lực Tàn mạnh mẽ hơn nữa nha. Rồi, đến đây cũng xin phép và tạm dừng clip. Cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.